Đây là hiện trường vụ tai nạn giao thông giữa ô tô 4 chỗ với xe máy vào tối ngày 16 tháng 8 năm 2019 ở tỉnh Vĩnh Long khiến một người tử vong. Theo thông tin ban đầu, vào lúc khoảng 21 giờ 50 phút cùng ngày, ông Trần Công Danh 67 tuổi ở ấp Tường Trí B, xã Tường Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long chạy xe máy lưu thông trên quốc lộ 53 theo hướng Vĩnh Long Trà Vinh. Khi xe đi đến đoạn thuộc khóm 6 thị trấn Long Hồ, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long thì bất ngờ va chạm với xe ô tô 4 chỗ do anh Nguyễn Văn Vinh 43 tuổi ở khóm 2 thị trấn Long Hồ điều khiển lưu thông cùng chiều hậu quả làm ông danh bị thương nặng được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã chết sau đó ghi nhận tại hiện trường xe máy hư hỏng phần đầu xe ô tô hư hỏng phần đuôi công an huyện long hồ kết hợp với công an thị trấn long hồ đã đến hiện trường để điều tiết giao thông và điều tra làm rõ vụ tai nạn